Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay ở bên Huấn Audio, mình báo giá các thiết bị đang để ở đây để anh em là xem có sản phẩm nào ưng ý liên hệ ủng bên mình nha. Có những cái dòng phân tần hỏa tiễn đơn cũng như phun đơn chất lượng, còn một số dòng thì mình báo giá lúc trưa rồi đang để ở trên. Thì mình sẽ báo giá đầu tiên là cái dòng cổ mic này, thì báo giá lại thôi anh em nhé. Cổ mic nhôm này thì giá cũng là 250 một đôi và 280.000 đồng một đôi, mình sẽ bao ship luôn anh em nhé. Cổ mic nhôm này, cổ bích của Tomahawk bản côn nụa thì giá bán cũng là 250.000 đồng một đôi và bao ship là 280.000 đồng. Tomahawk còn tương đối, cũng nó đăng lên video trước thì cũng bán được vài cặp. Cổ bích sa chắc bao rồi 600 thì 600 một cái, bao ship toàn quốc. Cổ bích sa chắc bao rồi 700, 600 một cái và cũng được bao ship toàn quốc. Cổ bích 3G nó trước thì có anh chốt hết rồi, không còn nữa ở đây. Xem còn cái loại nào hay hay thì mình báo nốt cho anh em. Cổ mic nha anh em nhé. Đây một cổ mic chỗ này cũng còn tương đối nhiều. Nó đây. Cổ mic 3G thì bán hết rồi. Cổ mic hết rồi. Để hết rồi. À, cổ mic 3G còn một củ nhá, 180.000 đồng một củ, bao ship toàn quốc, 150.000 tại cửa hàng. Xong vấn đề cổ bích nhá. Tiếp tục tiến lên trên thì đây là dòng phân tần hỏa tiễn đơn hoặc đắp loa phun đơn bản gấu nhất của bên mình, mà cũng gần như là gấu nhất trên thị trường hiện nay. Đây là hàng công ty, anh em nhìn thấy cái độ sắc nét rất tốt, rất cao. Một trong những con phân tần mà theo cá nhân mình đánh giá là được cả hương lẫn sắc, cả chất lượng cho tới hình thức rất đẹp, từ chạc nhún có sẵn cũng như trở nhôm sâu gióm tụ nhôm của Đức, seal được bọc nhựa rất chất lượng ở đây. Phân tần có model là GD18, phân tần USA, được sản xuất tại Trung Quốc. Giá bán cho một đôi là 1.400.000, bao ship toàn quốc, có bán lẻ một chiếc. Các bác nào có nhu cầu sử dụng một cái trong các việc cần thì liên hệ trực tiếp bên mình, giá không đổi là 700 anh em nhé. Mua bán lẻ thì mã này mình cũng không hề đổi. Thời gian bảo hành cho phân tần này là công ty công bố là 1 năm. Và tiếp đến là hỏa tiễn này thì báo rồi này, siêu thép lúc xưa này, thông báo lại này, con này 800 một cặp bao ship, tặng kèm chân, kèn bẫy chim APH 5000, 500 dây đôi bao ship, tép neo mini, con này một đôi là 300 dây bao ship, tặng kèm tụ trở, kèn tép kèn JBL 2412H, con này chân ốc là bắt kèn 450, tặng kèm bích nối luôn, giá bán một đôi là 900.000 đồng bao ship, tặng kèm tụ trở. Đây là chiếc phân tần chuyên trung M111. Nó bé nhé, còn to này, đây là cái phên 4 chiếc ấy. Mình bẻ thử một cái anh xem nhé, anh em xem nhé. Đây, có cái đường kẻ này. Đó. Giá bán một đôi là 280.000 đồng, bao ship toàn quốc, đánh ở trung 150W, rất là gấu biển. Anh em mình nghĩ rằng là trung thì nó bỏ bát rồi, mà 150W là rất lớn anh em nhé. Là rất lớn, đây anh em hình dung như thế, rất lớn. Và kế bên, anh em thấy đây là trung kèn côn 51, thì con này thì cũng là một trong các sản phẩm phải nói là bán đi tương đối đều của bên Huấn Audio. Giá bán một đôi này nghe là một đôi sẽ là 1.200.000 bao ship và tặng kèm phễu nhựa anh em nhé, và tặng kèm cả tụ 6.8 để làm chung, 1.200.000 một đôi. Hôm vừa rồi thì câu chuyện bên mình có đăng là đối với chung kèn thì bên mình sẽ tặng kèm phễu, thì không biết anh nghe thấy nào này cứ mua và chốt đôi tép kèn thì cũng đòi tặng phễu. Tép kèn có được tặng phễu bao giờ đâu anh em. Anh em lý hiểu điều đó nhé. Xuống dưới đây là bắt bâu 301 CD3, mà lắp được cho 301 CD2 hoặc 4.2, dòng rốn kín, hàng nhập khẩu Hồng Kông China 100%, không phải hàng xuất trong nước mình nhé. Giá bán một đôi là 800.000 đồng, bao ship toàn quốc. Đó. Hàng ở bên mình thì phụ kiện bâu bốt này thì cũng là từng đi tương đối lớn anh em nhé, có những ngày đi được vài thùng. 800 một đôi bao ship. Và mic Tomahawk bản côn nụa nhé, không phải là bản côn thép đâu anh em. Đây là bản côn nụa. Côn nụa thì tiếng nó sẽ hay hơn côn thép, giá thành cũng cao hơn một chút. Thời điểm bây giờ thì cũng là rất là rẻ rồi. Anh em thấy biết rất là rẻ. Thời kỳ trước thì mua những mic này thì nhiều anh em đã trả là cái mức giá rất là cao, nên tới cả tiền triệu. Trong khi đó bây giờ giá chỉ có là 450, nghe rẻ hơn nửa non anh em nhé. Giá chỉ có một chiếc và một cả ghi một chiếc dây.
là 450.000 đồng, bên mình bao ship toàn quốc, bao ship toàn quốc. Đó. Những cái sản phẩm thì anh em mình từ bây giờ mình mà báo giá tổng hợp thì mình sẽ ghim ngay để anh em mình xem tiện thể để biết được những cái mức giá hiện tại nó là như thế nào. Thì đôi khi anh em xem vào những cái video cũ mà cái đây hàng 1 năm 2 năm thì giá nó rất là khác, đúng không ạ, rất là khác. Và tiến lên trên thì đây một số cái hàng mẫu của bên mình cũng báo luôn, Omni 203N, dòng này là dòng bãi Hàn Quốc xịn, vàng rời núm gầy, hàng xịn anh em nhé, giá bán là 4,5 triệu, bao ship toàn quốc. Và tiến lên trên là dòng đẩy liền vang của JBL, hàng mới anh em nhé, con này mức giá bán là 3,3 triệu, bao ship toàn quốc. Và tiến lên trên là cây vang số của Petty House BL800, giá bán là 1,9 triệu một chiếc, bao ship toàn quốc. Đó, còn ở bên trên đây, cái bên quyền bên cái bên là đôi vỏ RMX, bên mình nhận lên loa thành phẩm anh em, nhận lên loa thành phẩm, anh em mình chọn cấu hình, chọn neo, chọn thường. Một đôi vỏ này bán tại nhà là 1,2 triệu như hiện tại, còn bao ship bắt đầu khoảng 250.000 anh em nhé. Và đây là đôi loa 4,2 này, hàng dựng này, nghĩa là vỏ Việt Nam, bát tép là Trung Quốc, Hồng Kông Trung Quốc đấy, giờ chế xong xuôi, dựng xong xuôi, bán cho anh em luôn là 2,2 triệu bao ship toàn quốc. Đây là một số cái đang để ở đây. Còn phụ kiện thì bên mình tương đối nhiều, anh em nào quan tâm đến sản phẩm mà không có đây thì có thể vào Zalo để mình tư vấn thêm cho đúng cái sản phẩm anh em cần nhé. Và chào anh em.